Thưa quý vị, thị trường phim Tết năm nay có thể nói là vô cùng sôi động và một trong những phim rất được mong chờ nhất là đến từ đạo diễn Nhất Trung với phim Gặp Lại Chị Bầu. Tối nay bộ phim sẽ có buổi công chiếu. Vì Đông Ngày Mới đã có cuộc hẹn với đạo diễn Nhất Trung để chia sẻ thêm các câu chuyện xung quanh bộ phim này. Thanh xuân của bạn thế nào? Thanh xuân của tôi là từ lúc tôi gặp cô ấy. Phim xoay quanh Phúc, một thanh niên trẻ với đam mê diễn xuất nhưng trải qua muôn vàn khó khăn. Những sóng gió cuộc đời xô đẩy anh lưu lạc đến xóm trọ của bà Lê. Tại đây, anh quen Ngọc Huyền, một cô gái thú vị, dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn. Hai người cùng nhóm bạn ở xóm trọ cùng theo đuổi ước mơ phim ảnh, trải qua những phút giây đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân. Đây là phim Tết thứ 5 của đạo diễn Nhất Trung và cũng là bộ phim thứ 2 anh đề cập đến hành trình trở thành một người mẹ vô cùng thiêng liêng của người phụ nữ. Làm việc với đạo diễn Nhất Trung, Lê Giang cảm giác như là nó rất là thoải mái, nó rất là vui và cho diễn viên một cách sáng tạo rất là tự nhiên. Lê Giang về, Lê Giang thấy thoải mái trong lòng, vừa vui, vừa thương em. Lần đầu tiên Nhi hợp tác với anh Nhất Trung thì điều làm Nhi bất ngờ anh Trung đó chính là anh rất là chiều diễn viên và rất là thương diễn viên. Ra hiện trường thì anh khá là hiền, cho nên rất là dễ bị diễn viên ăn hiếp. Chắc phải 5-6 năm rồi anh em mình mới gặp lại nhau và thật sự lần trở lại này là một cái điều mà tôi khá là bất ngờ với anh Trung, tại vì từ những tâm lý hay là hài hước hay là drama, cao trào, tất cả những cái điều mà anh Trung đã từng làm trước đây thì hầu như là tôi cảm thấy anh Trung đều vượt hơn một bậc. Gặp Lại Chị Bầu sẽ chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết, hứa hẹn mang đến cả tiếng cười và những khoảnh khắc đầy cảm động cho khán giả. Xin Thảo Bánh gửi lời chào đến quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới và cạnh tôi chính là đạo diễn Nhất Trung, người đã tạo nên bộ phim Gặp Lại Chị Bầu mà chúng ta sẽ được xem trong mùa Tết năm nay. Xin chào anh Trung và cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Chào Thảo, chào tất cả bạn khán giả của truyền hình Quốc hội. Vừa rồi thì trong một cái đoạn clip dù ngắn ngắn thôi nhưng mà em thấy là hầu hết các diễn viên từ chị Lê Giang, anh Tú Diệu Nhi đều dành khá là nhiều những cái lời có cánh, khen anh Nhất Trung rất là nhiều. Anh chia sẻ một chút về cảm xúc của mình được không ạ? Chắc chắn là rất là vui. Mình thật sự cảm ơn, lẫn mang ơn. Bởi vì lần này anh được làm việc với một ekip rất là tâm huyết, chiến hết sức 100% cái năng lượng, cái năng lực, bỏ từ thời gian, tâm sức, mọi thứ. Cho nên là anh vẫn thấy rằng là anh may mắn trong giữa lần này khi có được một dàn diễn viên như vậy. Bộ phim thì sẽ chính thức gửi đến khán giả vào mùng 1 Tết. Chấm điểm đi, chấm điểm về cái độ hài lòng của anh với bộ phim thì anh sẽ chấm bao nhiêu điểm ạ? Chắc chắn rằng ở vị trí của một người làm ra tác phẩm thì luôn có những trăn trở, sẽ có nhiều câu trả lời nó sẽ có khi bộ phim mới được công chiếu. Khi mình xem phim cùng các anh chị báo chí, cùng các anh chị quản lý rạp, cùng các bạn khán giả và mỗi một người sẽ cho mình một cái feedback khác nhau. Qua đó mình sẽ nhìn lại cái hành trình mình đã làm đó nó tốt hay chưa, nó như thế nào. Đương nhiên rằng là anh rất vui và hạnh phúc. Cho nên anh có thể nói là anh hài lòng. 100% không anh? 200%. Thực ra thì thị trường phim Tết nó rất là khốc liệt. Mình chọn cái điểm rơi cho bộ phim vào thời điểm Tết, nó có thể là được khán giả ủng hộ bởi vì người ta sẽ ra rạp rất nhiều. Nhưng đồng thời thì cái sự cạnh tranh với những bộ phim khác cũng không kém. Đúng. Theo anh thấy thì Gặp Lại Chị Bầu sẽ có một cái điểm mạnh nào? Đây là phim Tết thứ 5 của anh. Và ở vị trí của một người đạo diễn thì khi làm một bộ phim thì dù là phim đó chiếu vào dịp nào, bạn vẫn phải làm thật tốt bộ phim đó. Ngay từ đầu thì ekip đã xác định đây là một phim chiếu Tết. Và Tết thì cần một bộ phim tươi sáng, hài hước, một phim gia đình, một phim có thông điệp rõ ràng. Khán giả không chỉ cười mà còn có những giây phút nó rất là chữa lành, nó có những cái thông điệp nó rất là rõ ràng. Qua đó mình sẽ được tiếp thêm cái năng lượng cho cái hành trình trong những ngày tháng kế tiếp của một năm 2024. Dựa vào các xác định đầu tiên đó mà ekip đã cố gắng làm tốt từng phân đoạn nhỏ một, từng câu thoại. Cho nên anh rất mong Gặp Lại Chị Bầu sẽ là một bộ phim chạm được đến khán giả. Khi mà nhắc đến phim Tết, nhắc đến là Nhất Trung thì bây giờ là lần thứ hai mọi người nhắc đến cái chữ bầu. Không biết là mai mốt người ta có gọi anh là anh Trung Bầu không ha? Thật ra nếu sau này người ta gọi anh là đạo diễn phim bầu cũng là một cái gì đó hay. Giống như người ta sẽ nhắc đến anh Lý Hải là series Lật Mặt. Dạ. Thế nào ta? Khi bắt đầu làm bộ phim này thì anh với nhà phát hành rất quan trọng trong một hành trình. Thì anh với nhà phát hành ngồi lại để tìm xem chúng ta sẽ làm gì cho cái ngày Tết. Thế thì tụi anh nhận ra rằng là cái chủ đề về bầu á, tức là chủ đề về làm mẹ,
nó rất hay nhưng lại ít phim Việt khai thác. Thôi không nói được, đừng nói. Em có thể kiểm lại thử em sẽ thấy rất không nhiều phim Việt khai thác chủ đề làm mẹ. Đối với xã hội loài người mình luôn thì cái hành trình làm mẹ là một trong những hành trình thiêng liêng nhất rồi. Và khi đã xác định như vậy thì ekip bắt đầu tìm ra cái góc khuất nào trong cái hành trình này mà phim Việt chưa đề cập đến. Và khi đã tìm ra rồi thì mình sẽ hết sức mình khai thác nó để cho khán giả sẽ cảm nhận được. Và hình như là anh có mượn câu chuyện của chính mẹ của mình nữa đúng không ạ? Chất liệu nó đến từ mẹ anh, mà nó cũng đến từ chính vợ của anh nữa. Tại vì vợ anh cũng có một cái hành trình làm mẹ và anh làm bố. Anh nghĩ rằng là nếu bộ phim này lùi lại 10 năm trước chưa chắc anh làm tốt. Tại vì lúc đó anh chưa lập gia đình, anh chưa chứng kiến rõ ràng cái hành trình làm bố và hành trình vợ anh làm mẹ. Chất liệu đâu đó nó còn đến từ cả tất cả những anh chị và các bạn diễn viên nữa đó. Cho nên rằng là có thể nói rằng là ở thời điểm này nó hội tụ nhiều cái điểm để anh có thể làm tốt bộ phim lần này. Thực ra thì nếu mà tính từ bây giờ cho đến mùng 1 Tết thì nó không còn bao nhiêu ngày nữa hết trơn là bộ phim sẽ chính thức được gặp gỡ với khán giả. Theo anh nghĩ thì khán giả nên chuẩn bị một cái tâm thế như thế nào để đón nhận bộ phim này tại rạp ạ? Sẽ là bất ngờ. Anh rất thích cái kịch bản lần này. Và cũng nhờ kịch bản lần này anh đã mời được tất cả các bạn và các anh chị diễn viên tham gia, kể cả khoảng 20 khách mời. Dạ, dàn cameo năm nay đúng là khủng luôn. Là bởi vì cái câu chuyện, khi anh kể câu chuyện đó ra thì mấy anh chị nói: ui, câu chuyện này hay quá, ok, cái vai này để anh. Em nói anh vô cái vai này để mình thực hiện điều này nha anh. Anh mời chị Hồng Ngân: chị ơi, phải là chị vai này để thực hiện cái điều này nha, để khán giả chỉ tin chị ở vai này thôi. Vẫn là một phim Việt thì nó sẽ có đầy tiếng cười, nhưng ở thông điệp thì anh rất thích. Khi chúng ta nói về mẹ, về gia đình thì sẽ rất thường chúng ta dễ dàng vậy nè, nó chung chung. Cái bộ phim lần này nó có một cái thông điệp rất rõ ràng. Anh có thể nói rằng đây là kịch bản anh thích nhất từ xưa tới nay. Có nghĩa là khán giả cứ hãy thoải mái bước vào rạp và để bộ phim dẫn dắt cho cảm xúc của mình, đúng không ạ? Chính xác. Dạ. Cảm ơn anh Nhất Trung rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian cho khán giả của Việt Nam Ngày Mới. Hy vọng là khán giả sẽ có thể tìm thấy được thật nhiều những cái cảm xúc với bộ phim, và anh cũng sẽ có thêm nhiều những cái bộ phim hay hơn nữa. Cảm ơn em. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất mong mọi người sẽ dành chút thời gian quý báu vào những ngày Tết, có thể đưa gia đình mình đến rạp để xem bộ phim Gặp Lại Chị Bầu lần này. Sẽ là một bộ phim mang lại không chỉ tiếng cười đâu, sẽ còn có những thông điệp rất là ấm áp, rất là gần gũi, để mang lại cho mọi người những năng lượng tích cực cho một năm mới 2024. Xin chào. Và thưa quý vị, đến đây thì cuộc trò chuyện của Phương Thảo và đạo diễn Nhất Trung cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian. Xin chào tạm biệt ạ.